Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh gút. Thường viện chẩn quan tâm đến giải pháp hơn là giải thích. Tuy nhiên, để điều trị gút mà mình không nói rõ đầu đuôi gốc ngọn á, thì mình sợ là khi thực hiện các bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại làm như thế này, liệu nó có hiệu quả hay không. Do vậy mà cho phép mình trình bày hơi dài dòng một tí. Các nhà khoa học vẫn định nghĩa gút là do cái sự rối loạn chức năng chuyển hóa axit uric trong máu dẫn đến hình thành những cái tinh thể muối urat tại các khớp. Như vậy thì nguyên nhân bắt nguồn từ đâu? Chúng ta biết gan và thận là hai cái cơ quan có chức năng chuyển hóa và bài tiết. Khi gan bị suy yếu, cái quá trình chuyển hóa những cái axit độc hại thành những cái muối trung tính nó bị suy giảm. Và khi chúng ta ăn nhiều đạm động vật, sau cái quá trình phân giải, nó sẽ làm cho cái nồng độ axit trong máu tăng cao. Và nhất là khi chúng ta dùng những cái loại đạm động vật mà cái nhân purin á, như là tôm, cua, hoặc là những cái nội tạng động vật, hoặc là những cái loại thịt đỏ như thịt bò. Và thậm chí khi chúng ta dùng rượu bia, nó cũng làm tăng axit uric. Cái lượng axit uric nó được đưa xuống thận với cái mong muốn là thận sẽ thải trừ, bởi vì thận nó có cái khả năng bài tiết axit uric nhưng ở trong một cái giới hạn cho phép. Khi mà cái lượng axit uric trong máu tăng cao vượt qua cái khả năng bài tiết của thận thì khi đó nó sẽ kết hợp với cái natri canxi để hình thành nên những cái tinh thể muối urat đóng tại các khớp. Và các khớp đó nó vốn là cái nơi mà có cái sự luân chuyển máu không có cao, do vậy mà nó là cái nơi mà dễ tích tụ những cái tinh thể muối urat, nhất là những cái khớp ở xa như là ở dưới chân. Do cái nhiệt độ nó thấp á, nó lại là cái điều kiện tốt để tích tụ những cái tinh thể urat đó. Có những trường hợp mà cái lượng axit uric trong máu không cao, nhưng do thận bị suy, bị viêm mảng, bị suy thận thì nó không bài tiết được. Và do lâu ngày những cái axit uric nó tích tụ, nó cũng gây ra bệnh gút. Có những trường hợp do rối loạn nội tiết tố, nhất là ở phụ nữ tuổi mãn kinh, cái lượng estrogen nó suy giảm. Mà cái estrogen đó nó vốn có thể giúp cho thận tăng cái bài tiết axit uric ra ngoài. Trường hợp béo phì, do cái lượng mô luân chuyển nó tăng, nó nhiều, nó cũng có thể làm tăng cái lượng sản sinh ra cái lượng axit uric. Nhưng cho dù là cái nguyên nhân như thế nào thì nó cũng sẽ dẫn đến những cái biến chứng. Thứ nhất là suy thận, thứ hai là nó gây ra cái tình trạng viêm khớp, thoái hóa khớp và thậm chí hư khớp. Rồi lâu dài nó dẫn đến ung thư, những cái bệnh về tim mạch. Nó cũng ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, nhất là sinh lý của người nam, gây ra trầm cảm. Và trường hợp mà bị gút mãn tính á, thì do những cái tinh thể muối urat á, nó tích tụ lâu ngày, nó tạo thành những cái khối mà người ta gọi là hạt tô phi. Nó dọc theo những cái vùng xương khớp và nằm rải rác ở dưới da. Có khi nó thành những cái cục lớn, tạo thành những cái dị dạng. Khi mà hạt tô phi này vỡ ra thì nó rất là nguy hiểm. Nó gây ra nhiễm khuẩn xương khớp và nặng nhất là nhiễm khuẩn huyết, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Thế thì Tây y sẽ giải quyết như thế nào? Tất nhiên là dùng thuốc. Trước đây thì có những cái loại thuốc như là corticosteroid. Thế hệ sau thì có những cái loại non-steroid. Hiện nay những cái thuốc chữa gút á, nó có ở hai cái dạng. Một dạng là giúp cho giảm sản sinh cái axit uric, và cái loại thứ hai là tăng cường bài tiết axit uric. Cho dù là loại thuốc nào
thì hầu như những cái loại thuốc đều có cái tác dụng phụ. Thứ nhất là nó gây rối loạn tiêu hóa, dùng lâu dài có thể gây trào ngược dạ dày, ảnh hưởng gây ra những cái bệnh về dạ dày, và lâu dài nó cũng ảnh hưởng đến gan thận. Và những người bệnh gút lại mắc vào một cái vòng lẩn quẩn, chúng ta bị suy gan suy thận, nó dẫn đến bệnh gút, rồi chúng ta dùng thuốc trị gút thì nó lại ảnh hưởng đến gan thận. Cái vòng lẩn quẩn đó nó làm cho cái người bị gút ngày càng trầm trọng hơn. Có những trường hợp dẫn đến bị viêm khớp, rồi phải phẫu thuật cắt bỏ bao hoạt dịch, hoặc là nặng hơn thì bị hư khớp, phải thay khớp. Như vậy để chữa gút, chúng ta sẽ có hai cái nhiệm vụ. Thứ nhất là phải tăng cường chức năng của gan thận. Và không chỉ là gan thận, bởi vì các cơ quan nội tạng của chúng ta nó có cái quan hệ tương sinh. Thí dụ như thận nó bị yếu là do phế, phế sinh thận. Hoặc là gan, khi mà gan bị suy yếu nó ảnh hưởng đến tim. Tỳ vị nó cũng có thể ảnh hưởng đến gan. Vì vậy mà chúng ta phải củng cố chức năng các cơ quan nội tạng. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta phải giải quyết những cái tổn thương thực thể. Đó là cái tình trạng viêm, sưng, khớp, những cái hạt tô phi nằm rải rác dưới da. Mình không dám nói là diện chẩn có thể chữa được gút. Tuy nhiên, để giải quyết hai cái nhiệm vụ này thì diện chẩn có thể hỗ trợ cho chúng ta. Cái vấn đề quan trọng là để thực hiện chữa gút, trước hết chúng ta cần phải thay đổi cái cách ăn uống. Đó là điều quan trọng. Chắc chắn là chúng ta phải giảm ăn đạm động vật nếu chúng ta muốn trị được gút. Chúng ta cũng giảm ăn nấm nè, những cái thức ăn mà nó dễ gây ra cái tình trạng tăng acid uric. Chúng ta cũng giảm ăn đồ chua, giảm rượu bia. Các bạn biết rượu bia nó, cái độ pH của nó là 3-4, nó không tốt cho một người bệnh gút. Và cái đạm động vật á, các bạn biết nó có tính dương nhưng lại có tính acid cao. Chúng ta cần hóa giải bằng cách chúng ta dùng những loại rau cải trái cây, nó có tính âm nhưng nó lại có cái độ kiềm cao. Chúng ta dùng những cái loại rau thí dụ như tía tô rất tốt cho người bệnh gút, cải bè xanh, rồi dưa leo, rồi đu đủ xanh. Nói chung là những loại rau cải. Và chúng ta quan tâm là nên hạn chế, gần như là cử đồ chua là tốt nhất. Rồi chúng ta tăng cường những cái chất cay. Những cái chất cay, cay mặn thì chúng ta nên ăn buổi tối, chúng ta biết rồi. Và chúng ta dùng những cái loại như là gừng nè, gừng thì chúng ta nướng lên, rồi riêng, rồi sả, rồi hành tây, những ớt, những cái loại cây nóng đó, nó sẽ hỗ trợ cho phế, nó làm dương hóa cơ thể lên, nó tốt cho cái điều trị bệnh gút vốn là một cái bệnh có tính âm hàn. Đó là những cái giải pháp đầu tiên để trị gút. Chúng ta sẽ gặp nhau sau ở cái phần giải pháp của diện chẩn để điều trị bệnh gút nha các bạn.